Hội thảo xây dựng và bảo tồn giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu. Chính quyền cùng lực lượng vũ trang tại cơ sở đang tập trung triển khai mọi công tác chuẩn bị theo từng phương án cụ thể với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Những ngày qua, Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế đang khẩn trương kiểm tra các tỉa, hạ độ cao những loài cây có khả năng gây nguy hiểm. Vừa rồi là những thông tin chính trong chương trình sáng nay Chủ nhật ngày 25 tháng 9. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ hãy cùng đến với những thông tin chi tiết. Bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số là trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó có vai trò rất quan trọng của các già làng, trưởng bản. Đây là lưu ý của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại hội thảo xây dựng và bảo tồn giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu do huyện Nam Đông tổ chức. Huyện Nam Đông có khoảng 46% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Cơ Tu. Đời sống văn hóa của đồng bào khá đa dạng, phong phú. Các nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn được đúc kết qua nhiều thế hệ đã tạo nên bản sắc riêng có của đồng bào Cơ Tu. Hội thảo đã nghe các nhà nghiên cứu đến từ Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế trao đổi từ khảo sát di sản văn hóa đến việc phát huy giá trị di sản gắn với du lịch ở Nam Đông, đề xuất mô hình làng du lịch miền núi trên địa bàn huyện, đặc biệt là được nghe chia sẻ tâm huyết và trăn trở của các già làng trưởng bản đối với vấn đề bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của người Cơ Tu cho hôm nay và mai sau. Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ rất phấn khởi, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo và đồng bào dân tộc Cơ Tu huyện Nam Đông đã có những cách làm hay sáng tạo để lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống của người Cơ Tu. Đồng thời nhấn mạnh, văn hóa là bản sắc dân tộc, văn hóa còn là dân tộc còn, văn hóa mất, dân tộc mất. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần có những định hướng quan trọng để giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu. Đây là trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó có vai trò rất quan trọng của các già làng, trưởng bản, những người giữ gìn hồn cốt, bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, huyện Nam Đông cần quan tâm thích đáng đến cơ sở hạ tầng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác dân tộc thiểu số. Cần đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu về văn hóa dân tộc thiểu số, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn liền với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển du lịch, đặc biệt là tăng cường giao lưu văn hóa để sưu tầm phục dựng, giao lưu để học hỏi và phát triển. Việc xây dựng khu bảo tồn làng truyền thống dân tộc Cơ Tu cần toàn diện cả văn hóa vật thể và phi vật thể, đúng bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Cơ Tu, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển văn hóa, giữa bảo tồn và kết hợp khai thác du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức hội nghị đánh giá xây dựng phát triển tour du lịch theo chân Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế. Tham dự có đông đảo các nhà quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn. Hệ thống bảo tàng và di tích Hồ Chí Minh ở Huế hiện nay có khoảng 20 di tích và địa điểm di tích về Bác hoặc liên quan trực tiếp đến gia đình Bác. Đặc biệt, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế trưng bày 1.000 tư liệu hiện vật, lưu giữ 18.500 tư liệu hiện vật có giá trị. Thời gian qua đã thu hút khá nhiều khách tham quan. Đây là tiềm năng đáp ứng khả năng khai thác và phát triển du lịch. Tại hội nghị, các chuyên gia du lịch cho rằng cần nhận diện đúng thị trường khách để thu hút phù hợp, có sự sắp xếp thời gian lộ trình hợp lý, có sự liên kết nhau, tăng tính trải nghiệm tại các điểm đến, lồng ghép các điểm tham quan về Bác Hồ trong các chương trình tour của các đơn vị lữ hành, đồng thời đề xuất những sản phẩm du lịch chuyên đề về Bác. Một số giải pháp được đưa ra đó là cần tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, bổ sung hoàn thiện điểm đến, ứng dụng công nghệ số, đổi mới nội dung thuyết minh, tìm kiếm tư liệu để tăng tính hấp dẫn của trưng bày, tăng tương tác, trải nghiệm của du khách, mở rộng các loại ngôn ngữ phù hợp với thị trường khách mục tiêu, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến quảng bá thu hút khách. Theo Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 25 tháng 9, bão Noru đi vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gây gió mạnh, sóng lớn và mưa to. Để chủ động ứng phó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về dự trữ hàng hóa phòng chống bão lụt, ngành công thương tỉnh đã triển khai dự trữ đến các doanh nghiệp địa phương. Sở Công Thương đã ký kết hợp đồng dự trữ hàng hóa phòng chống bão lụt năm 2022 với 3 doanh nghiệp gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Thừa Thiên Huế, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Tổng hợp Hoàng Đạt, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Đông Anh với số lượng 100 tấn gạo và 100 tấn mì ăn liền. Thời gian dự trữ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến 15 tháng 12 năm 2022. Hiện nay, Sở đã chọn địa điểm dự trữ với hình thức hỗ trợ lãi suất vay và hỗ trợ chi phí lưu kho, bảo quản, hao hụt cho doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương cũng thực hiện dự trữ tại địa bàn của mình những mặt hàng thiết yếu gồm 1.800 tấn gạo, 130 tấn mì ăn liền, 20 tấn muối, 220.000 lít xăng dầu nhằm kịp thời cung ứng cho người dân vùng thấp trũng, vùng bị ảnh hưởng bão lụt. Ngành công thương tỉnh vận động các doanh nghiệp phân phối lớn có kế hoạch dự trữ cung ứng hàng hóa phục vụ phòng chống bão lụt trong thời gian 3 tháng rưỡi. Hiện nay, các doanh nghiệp, công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế, Go Huế, Go Park Huế, công ty cổ phần Thanh Tân dự trữ các mặt hàng thiết yếu gồm thực phẩm, xăng dầu, nước uống với số lượng lớn, góp phần cung cấp hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường khi bão lụt xảy ra. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án tại chỗ là cách ứng phó tốt nhất khi mưa bão xảy ra. Tại các địa phương cơ sở, chính quyền cùng lực lượng vũ trang đang tập trung triển khai mọi công tác chuẩn bị theo từng phương án cụ thể với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Phong Điền. Đây là một buổi triển khai công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền cho các đồng chí chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các phương án sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống, các địa phương có thể xảy ra ngập lụt, các vị trí có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét, biển xâm thực, sạt lở đất. Những vị trí người dân có thể gặp nguy hiểm trong bão lụt và quan trọng nhất là nhiệm vụ của lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ trong quá trình xảy ra bão lụt đã được đồng chí chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai một cách chặt chẽ, tỉ mỉ. Để đối phó thắng lợi các cái tình hình thiên tai bão lụt, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện chúng tôi đã là chủ động tham mưu tích cực cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện và cơ sở. Đồng thời chúng tôi đã là xây dựng kế hoạch để triển khai cho Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn, các đơn vị tự vệ trên địa bàn tập trung vào cái chuẩn bị cái lực lượng và cái phương tiện, rồi ra soát lại các cái phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của từng cơ quan và từng đơn vị. Là một trong những địa phương của huyện Phong Điền thường xuyên phải chịu những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, đặc biệt trong năm 2020, thiên tai bão lũ đã làm cho hàng ngàn ngôi nhà của người dân tại xã Phong Chương bị chìm trong biển nước và hàng trăm hecta hoa màu bị hư hỏng nghiêm trọng. Do đó, năm nay, để hạn chế tối đa những thiệt hại cho người dân, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã chủ động triển khai mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng các phương án để phòng chống khắc phục hậu quả trong mùa mưa bão. Xã là có chiều dài là 7 km nhưng mà có 4 điểm là chia cắt, đó là Mà Nê, thôn Mà Nê và thôn Phú Lộc và xóm Đồng và có xóm Cồn Giang của thôn Phú Lộc, là khi lụt lên là chia cắt, không rất khó tiếp cận, nên là chúng tôi đã bố trí ngay cả lực lượng và cán bộ để trực tiếp để là dưới ở đó. Và trước khi lụt bão thì chúng tôi đã có cái tuyên truyền, Ban Chỉ huy cũng có cử cho anh em cán bộ thôn đội, lực lượng nhân quân tuyên truyền những người dân để có cái cách phòng chống, như là chuẩn bị các cái gạo cơm này, mì tôm này tại nhà, trực tiếp tại nhà. Còn những người già cả này, neo đơn rồi diện chính sách, nhất là mấy người là mang thai, là chúng tôi trạm đưa chuyển danh sách qua là anh em chúng tôi đều có kế hoạch đó, di dân lên sớm đi các địa điểm an toàn để đảm bảo cho dân khi mùa lũ đến. Để chủ động phòng chống và đối phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, với tư tưởng phòng là chính, tích cực, chủ động, ứng cử nhanh, có hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo các địa phương, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, ra soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chuẩn bị lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức hội nghị hiệp đồng với các cơ quan chức năng, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn trong công tác phòng chống lụt bão, nhằm thống nhất phương án hiệp đồng xử lý tình huống khi có bão lũ xảy ra. Đến thời điểm này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Chỉ huy Quân sự các xã thị trấn đã đề ra các phương án sẵn sàng lực lượng phương tiện,
đồng thời xác định rõ các khu vực trọng điểm dễ bị tác động bởi thiên tai để có phương án sử dụng lực lượng, phương tiện hợp lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Cho đến thời điểm hiện nay thì chúng ta đã bước vào cái mùa thiên tai của năm 2022. Do đó là Ủy ban nhân huyện đã tổ chức, một là tổ chức tổng kết để rút kinh nghiệm, cái thứ hai là ra soát lại các cái phương tiện phục vụ cho công tác ứng phó về bão lũ, cái thứ ba là ra soát lại các cái công tác chuẩn bị về hậu cần, đặc biệt là các cái vùng thấp trũng dễ bị chia cắt trên địa bàn huyện. Cái thứ tư nữa là trên địa bàn của huyện thì có các cái công trình thủy điện đóng trên địa bàn, thì chúng tôi đã làm việc với các chủ đầu tư để xây dựng phương án cụ thể, kịch bản cụ thể, phương án ứng phó cụ thể khi tình hình mưa bão xảy ra trên địa bàn của huyện. Mùa mưa bão đã cận kề, với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và xem nhiệm vụ phòng chống thiên tai cũng như đánh giặc, cùng với sự chuẩn bị chú đáo về phương tiện và lực lượng, tin tưởng rằng cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang huyện sẽ chủ động và sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi có mưa bão xảy ra trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân khi bước vào cao điểm mưa bão, những ngày qua, Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế đang khẩn trương kiểm tra, cắt tỉa, hạ độ cao những loài cây có khả năng gây nguy hiểm. Đây cũng là giải pháp chăm sóc bảo vệ hệ thống cây xanh cảnh quan của thành phố Huế. Những ngày này, nhân viên Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế đang khẩn trương hoàn thành việc cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường của thành phố. Những cành tán cản trở tầm nhìn, có dấu hiệu gãy mục, mọc lệch tán đều được tỉa tán gọn gàng. Thân cây được gia cố cẩn thận để hạn chế tối đa tình trạng cây bóng mát gãy đổ khi mùa mưa bão đến. Việc làm này phần nào cũng đã mang đến sự yên tâm cho người dân, đặc biệt là những người có cuộc sống mưu sinh thường xuyên trên vỉa hè. Lo lắng nhé, những cái vấn đề giữa đường xá thì cây cối thì mình nên cưa tỉa cành thì tốt hơn nhé, để cho người đi đường nó được an toàn. Cắt thì nó hay chừng này thôi chứ. Ta ngồi đó là cái ấp xuống cái khổ. Cho nên cây là cái nước lai chừng nào tốt, ca tốt chừng này thôi. Cắt chừng nào thì mình yên tâm chừng này, đi thong thả không ngứa cho nên phải lo. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố Huế có hơn 66.000 cây xanh, chủ yếu là các loài cây xà cừ, dầu, sao đen, lim xẹt, phường. Trong đó, mỗi năm, Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế có nhiệm vụ cắt tỉa hơn 4.000 cây bóng mát các loại. Hiện tại đã đạt được hơn 90% khối lượng công việc và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Trong quá trình thi công, việc đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và vệ sinh đường phố luôn được trung tâm coi trọng. Mỗi cây sau khi được tiến hành cắt tỉa, gọn bậc tán sẽ được nhân viên thu lượm, quẹt dọn gọn gàng, đảm bảo cảnh quan đô thị. Để đảm bảo cho cái việc phòng chống mưa bão sắp đến, trong thời gian sắp đến thì về phía Trung tâm Công viên Xanh Huế là được sự chỉ đạo của Ủy ban thành phố về việc cắt tỉa, tạo tán, tạo thông thoáng và hạ độ cao một số cây cao để đảm bảo an toàn trước mưa bão. Và việc thứ hai đó là tập trung vào công việc là giăng chống các cái cây có nguy cơ ngã đổ để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp đến. Huế đang bước vào đầu mùa mưa. Những cơn mưa đầu mùa thường kèm theo dông lốc với gió mạnh nên dễ gây ra tình trạng cây ngã đổ, rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông trên đường. Việc hoàn thành cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão là việc làm hết sức cần thiết để hạn chế thấp nhất những rủi ro do tình trạng cây gãy đổ gây ra, đảm bảo an toàn cho người dân và những người tham gia giao thông trong mùa mưa bão sắp tới. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh vừa tổ chức bế giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên chính và chuyên viên. Sau hơn 3 tháng diễn ra, lớp bồi dưỡng chuyên viên chính thứ 2 của năm 2022 đã bế mạc, hoàn thành chương trình đề ra. Lớp học nằm trong kế hoạch đào tạo bồi dưỡng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và Sở Nội vụ phối hợp tổ chức với gần 130 học viên đang công tác tại các đơn vị trong hệ thống chính trị toàn tỉnh tham gia. Diễn ra theo hình thức học trực tuyến vào tất cả các buổi tối trong tuần, các học viên được tiếp thu 20 chuyên đề liên quan đến nền hành chính nhà nước, quản lý theo ngành và lãnh thổ, những kỹ năng cơ bản. Nội dung chương trình ngắn gọn, súc tích, phù hợp với học viên và hình thức đào tạo đã giúp học viên cập nhật những kiến thức rất thiết thực và quan trọng, giúp nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của ngạch chuyên viên chính, cũng như tiến trình đổi mới nền hành chính công. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 2 năm 2022 cho 106 học viên là những cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan trên toàn tỉnh, và cán bộ công chức của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, các huyện, thị xã.
lớp học theo hình thức đào tạo vừa học vừa làm, phương thức học trực tuyến vào các buổi tối trong tuần với tổng thời gian học là 3 tháng. Qua quá trình học tập, học viên đã được tiếp thu 18 chuyên đề theo 3 phần học, đồng thời hoàn thành 2 bài thu hoạch và bài viết tiểu luận. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Bóng chày, môn thể thao có từ lâu đời ở các nước phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc. Nhưng đây là bộ môn chưa thực sự được biết đến và thi đấu rộng rãi tại Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng. Làm sao để giúp bộ môn này từng bước được tiếp cận với người chơi thể thao, đặc biệt là lứa học sinh sinh viên, là nhiệm vụ đặt ra tại Đại hội Ban chấp hành Liên đoàn bóng chày và bóng mềm Việt Nam diễn ra vào chiều qua 24 tháng 9 tại thành phố Huế. Thành lập trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như kinh phí còn hạn hẹp, hoạt động của Liên đoàn bóng chày và bóng mềm Việt Nam theo đánh giá của Chủ tịch Liên đoàn Trần Đức Phấn là còn hạn chế và chưa thực sự hiệu quả trong việc giới thiệu và quảng bá bộ môn bóng chày bóng mềm với người dân cũng như thúc đẩy phong trào tập luyện bóng chày trên toàn quốc. Thời gian tới, Liên đoàn đặt mục tiêu đẩy mạnh và phát triển phong trào bóng chày và bóng mềm trên phạm vi cả nước, trong đó ưu tiên triển khai tại các địa phương có điều kiện về cơ sở vật chất, nhất là các thành phố trực thuộc trung ương, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung bóng chày nam người vào chương trình phổ thông kèm sách hướng dẫn, xây dựng hệ thống thi đấu các giải bóng chày và bóng mềm. Qua đó tìm kiếm, phát hiện các vận động viên có năng khiếu để có hướng đào tạo, bồi dưỡng. Đánh giá các lịch sử phát triển lâu đời, tính cạnh tranh và hấp dẫn của bộ môn bóng chày, đại diện ngành văn hóa thể thao tỉnh mong muốn Thừa Thiên Huế sẽ là một trong những địa phương đầu tiên mà liên đoàn có thể xem xét để xây dựng và phát triển phong trào tập luyện thi đấu bộ môn bóng chày, từ đó đưa bộ môn từng bước được tiếp cận với người chơi thể thao, đặc biệt là lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh. Sáng qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động học sinh sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn đầu năm học 2022-2023. Buổi lễ được phát động với hình thức trực tuyến tới các trường học và cơ sở giáo dục của 63 tỉnh thành địa phương. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, lễ phát động được tổ chức tại Trường Trung học Phổ thông Chuyên Quốc học Huế. Theo ban tổ chức, trong những năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến rất phức tạp. Việc giảm thiểu tai nạn giao thông chưa thật bền vững, đặc biệt số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Ước tính mỗi năm, tổn thất do tai nạn giao thông gây ra ở Việt Nam lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Vấn đề nói trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu từ yếu tố con người. Vì vậy, công tác giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức cho người dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ thực sự cần thiết. Ban tổ chức mong muốn thông qua buổi lễ, chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong học sinh sinh viên sẽ được nâng cao, giúp cả ban học sinh sinh viên có ý thức gương mẫu, tự giác chấp hành luật giao thông, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, từng bước ngăn chặn đẩy lùi tình trạng vi phạm giao thông trong học sinh sinh viên, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, ngay sau lễ phát động, gần 300 em học sinh trường Trung học Phổ thông Chuyên Quốc học đã được tham gia hoạt động hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô an toàn do cán bộ kỹ thuật của Công ty Honda Việt Nam thực hiện. Trường Đại học Luật Đại học Huế phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề công chứng khóa 25. Tham gia lớp học có 64 học viên đến từ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh và một số tỉnh tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trong thời gian 12 tháng, lớp đào tạo nghề công chứng khóa 25 sẽ học chương trình đào tạo với 38 tín chỉ, trong đó khối kiến thức về nghề công chứng và công chứng viên 5 tín chỉ, khối kiến thức về kỹ năng hành nghề của công chứng viên 27 tín chỉ và khối kiến thức về thực hành nghề công chứng 6 tín chỉ. Nội dung chương trình đòi hỏi học viên phải tích cực chủ động học tập, nghiên cứu và thực hành kỹ năng nghề nghiệp. Chương trình đào tạo nghề công chứng trang bị cho học viên đạo đức nghề nghiệp công chứng, kiến thức, kỹ năng cơ bản và toàn diện để có thể hành nghề công chứng sau khi được bổ nhiệm công chứng viên, góp phần phát triển đội ngũ công chứng viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghề công chứng và trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế phối hợp với nhãn hàng Bayer tổ chức khởi động chương trình đại sử sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn năm 2022. Với mục tiêu nâng cao nhận thức và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc trừ sâu an toàn trong cộng đồng nhà nông, cuộc thi đại sử sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn do nhãn hàng Bayer tổ chức là sân chơi để các em sinh viên được giao lưu, nâng cao kỹ năng kiến thức về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn đúng cách.
Tham gia cuộc thi, sinh viên sẽ được tham dự một buổi tập huấn về kiến thức chuyên môn và cả kỹ năng mềm, từ đó đưa ra phương án tập huấn hiệu quả cho nhà nông địa phương về việc sử dụng và quản lý thuốc bảo vệ thực vật đúng cách. Sinh viên có dự án triển khai hiệu quả và thành công nhất sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi tìm đại sứ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và được tham gia chuyến tham quan học tập tại Đức cùng nhiều chuyên gia và thí sinh chiến thắng từ các quốc gia khác. Đặc biệt, những sinh viên có phần thể hiện ấn tượng xuyên suốt cuộc thi sẽ được thực tập tại nhánh khoa học cây trồng công ty Bayer Việt Nam. Đây là cơ hội hấp dẫn khiến cuộc thi trở nên thu hút nhiều sinh viên tham gia. Là một sinh viên năm cuối của ngành bảo vệ thực vật thì bản thân của em thông qua cái cuộc hội thảo ngày hôm nay giống như là một cuộc phát động cho cái cuộc thi có sắp tới của tập đoàn Bayer, thì bản thân của em rất là muốn tham gia cuộc thi này. Một phần là để trau dồi kiến thức cũng như kỹ năng của mình, một phần là một điểm trở thành đại sứ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn. Và còn hơn nữa là em có thể làm việc được trong cái môi trường của những cái công ty, những tập đoàn lớn và có cơ hội nhiều hơn để tiếp xúc với các ngành nông nghiệp sạch của các nước châu Âu. Thông qua cuộc thi ngày hôm nay thì nhà trường rất mong muốn là nâng cao cái kiến thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách an toàn, hiệu quả cho cộng đồng. Cái thứ hai nữa là nâng cao kiến thức, cái kỹ năng cho các em. Và đặc biệt là sinh viên của trường Đại học Nông nghiệp thì sẽ lan tỏa những cái kiến thức này để tập huấn cho nông dân, cho những người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo sử dụng an toàn, hiệu quả và giúp cho cộng đồng có cái môi trường xanh, sạch và an toàn. Được ra mắt lần đầu vào năm 2017 tại Việt Nam, cuộc thi đại sứ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn đã thu hút hơn 300 sinh viên và nhà nông tham gia, qua đó nâng cao nhận thức và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc trừ sâu an toàn trong cộng đồng ngành nông nghiệp. Với lần đầu tiên tổ chức ở Huế, cuộc thi được kỳ vọng sẽ là một sân chơi bổ ích cho sinh viên, trau dồi kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm để ứng dụng trong tương lai. Phần cuối như thường lệ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Trên địa bàn tỉnh trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của dải hội tụ có trục qua Trung Trung Bộ nên trời nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở mức từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 91 đến 94%. Thời tiết biển có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió bắc đến đông bắc cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.